thì mình thấy là nhiều khi nó tốt hơn mình tưởng tượng, trao đến cho khách hàng những cái thông tin là chính xác nhất, hỗ trợ khách hàng ở mức tốt nhất, tối đa nhất. Anh rất là cẩn thận và có tâm. Rồi bây giờ thì Hiệp đang cầm sổ và đi đến cái vị trí đất của khách hàng của Hiệp để giao sổ cho bạn này. Và cái câu chuyện hôm nay nó như thế nào và vì sao bạn này mua chắc lâu lắm rồi bây giờ mới chịu lấy sổ nè. Hãy đi với Hiệp nha, let's go. Chào chị, chào hai chị em quay mở hàng. Quay mở hàng với lại đây là một trong những cái người khách rất là đặc biệt. Đây đây, không sao đâu chị, cứ để đó em. Cái con đường bên này nó sẽ to hơn cái con đường cũ. Dạ đúng rồi. Kia như đó, người ta đóng cọc sẵn rồi phải không? Móc sẵn rồi phải không em? Dạ em thấy là có móc sẵn rồi đấy, là ít nữa là sẽ làm theo cái đường đấy. Nãy em xuống em xem á, thì ít nữa là người ta sang làm nó đi thẳng dưới kia xong rồi xéo qua một khúc á. Nó hơi xiên ra ngoài. Đúng rồi, nó hơi xiên ra ngoài một tí. Nhưng mà đường chắc là rộng á. Rộng. Bởi vì thấy cái móc từ đây qua đây mà. Ừ đúng rồi. Nó cái con đường này mà thực ra mà mình cán hết là ở đây đã rất là bự rồi đúng không? Cô Huệ nói là sẽ làm giống như đường này, cũng sẽ chừa hai bên này. Chừa hai bên nhưng mà cái diện tích, cái mặt bằng của con đường nó sẽ bự hơn. Dạ. Điều cái lòng đường thì nó bằng, đúng không? Nhưng mà nó rất là to. Đợt đó anh nhớ không lầm là anh đo nó phải chắc chắn là trên 6 mét. Dạ. Đây nè, trời ơi anh, bây giờ em nghĩ là anh 1m8 mà đứng có lọt thảm đây nè. Thì nó rất là bự. Nhưng mà mình đi ra ngay cái trục chính là sát bên này sau lưng cái nhà này. Cho nên vài bữa đi vào đất của em thì không đi ngõ này nữa, mà đi ngõ này. Đúng rồi, vừa nãy cô kia cũng nói. Thực ra là cái biến này này là đi được nhiều ngõ lắm. Vừa nãy đi lối hồi trước anh đưa em đi á, qua Cao Xá Xứ. Nhưng mà nãy không có đi qua đó mà đi một cái đường. Em đi cái ngõ bên này vô cũng được. Ngõ này cũng được nữa nè. À, ngõ này cũng đi. Ngõ này em đi thẳng ra đúng không? Rồi em rẽ ra đường nó vẫn thông bình thường. Cho nên là rất là nhiều cái ngõ đi. Cũng được. Nãy cô bên này cũng nói là thực ra ở đây có điện nước sẵn rồi. Tức là cái anh trước là anh đã xin nước mới xin điện, có đồng hồ nước điện. Có đồng hồ nước luôn rồi. Bây giờ cục điện có luôn rồi. Giờ thêm một mặt tiền nữa. Thì chúc mừng em, đầu tiên là chúc mừng em. Cái thứ hai nữa là anh giữ sổ của em hơi bị lâu. Đến 5 tháng, 4 năm tháng hả? Lâu lắm ha. Hay là đi vô thăm nhà luôn, dạ, thăm đất anh. Luôn. Dạ, được. Vừa đi thăm vừa nói chuyện ha. Dạ. Tại vì nếu ở trong một cái lần đầu mà em mua đất của anh mà là lâu rồi ha, cả gần lâu cả rồi. Năm trước rồi đúng năm không? Rồi, cả năm rồi. Thì lúc đó anh làm một cái video, anh nói là anh ấn tượng nhất ở em ở cái câu nói là em chỉ gọi anh có hai câu à. Câu thứ ba là hỏi là số tài khoản. Em chốt lô này còn không? Em chốt nha, anh cho em số tài khoản, ba câu là em mua rồi. Buổi tối mà chưa được một phút nữa hả? Đúng rồi, đúng rồi anh. Và lúc đó thì em giải thích là em không có sợ mất khi mà mua của anh. Và lần này là mua cái lô này lô thứ hai mà lại không chịu lấy sổ về. thì cái lý do gì mà mua đất rồi không chịu lấy sổ về? Rồi bây giờ anh gỡ cái này ra nha. Vừa nói chuyện vừa ấy. Anh em mình thì tại vì đã giao dịch với nhau rồi, quen biết với nhau rồi thì mình cũng hiểu là cái công việc anh làm á, thì thực ra lúc nào cũng muốn đem lại những cái lợi ích tốt nhất cho nhà đầu tư. Thành ra em rất là tin tưởng khi mà em giao cái tài sản của mình hoặc là cái đồng tiền của mình cho anh á, thì lúc nào em cũng nghĩ là nó sẽ là hiệu quả tối ưu nhất. Nên thành ra là em tin tưởng và em cũng không, thực ra em không có lo rủi ro nào cả. Bởi vì mà như toàn thế. Giao mấy tỷ không? Cái này thì hồi nãy. Cái này thì khi nào mà mình gần sử dụng á. Dạ. Thì mình hoặc là định kỳ mà sau cái mùa mưa á, thì sẽ anh hỗ trợ em cũng được, sẽ cho người vô phát cái cỏ này nè. Dạ, tại cỏ nó mau lên lắm em. Đúng rồi. Cỏ mau lên nó cứ phát rất là cái nhanh. Là nó lên liền à. Dạ. Như là cái chỗ nhà vườn anh cũng vậy, một năm là anh cho vệ sinh đến mấy bận luôn. Dạ. Mà cứ quay quay lại 1-2 tháng cái cỏ nó lên. Dạ. Nhưng mà không sao, chắc là đất tốt cỏ mới lên nhiều. Cái này có ao này kia, nước điện rồi, ít nữa mà có mọi thứ rất là thuận lợi. Thực ra mấy cái cây này nè em nè, mình không trồng mình để không vậy, nhìn nó vậy, với lại mùa này nó khô. Vâng. Chứ còn không á là nó xanh rờn hết ở đây luôn. Thì cái hôm mà em đến đây để em nhận đất này thì cây cỏ mọc nó tốt lắm,
cây lên rất là tốt. Thì em cũng biết là khu này là đất cũng đất nó tốt đúng không? Phù hợp với lại để mình làm nhà vườn á. Với lại nó giao thông thuận lợi nè. Đúng rồi. Hạ tầng nó tốt nè em ha, có điện có nước nè. Nằm trong khu dân cư, xung quanh nhà mình đều có nhà hết, trước mặt bên hông nhà, sau lưng nhà đây đều có hết. Nó không có bị trơ trọi. Đúng như anh nói ban đầu, anh nói khu này là khu dân cư. Thực là hôm nay em đi đo cái quãng đường từ đây ra ngoài trung tâm hành chính thì đúng là 5 phút đi ô tô thôi. À, 5 phút đến thôi. Là ngay cái chợ là trung tâm lớn nhất của cái huyện Hàm Thuận Bắc rồi, này nè, là ủy ban luôn á, là chợ. Chỉ hết 5 phút thôi, 5 đi ô tô và đi bình thường á, chứ không phải là đi nhanh quá. Cho nên là mọi thứ nó khá là ổn. Nói chung mọi thứ là nó như trong mình hình dung ra, không có gì là khác biệt cả. Bây giờ hỏi thêm một cái nữa đi, rồi em thấy hai lần em làm việc với anh rồi đúng không? Mua hai miếng chứ thật ra anh em mình làm việc cũng khá là nhiều. Thì em thấy những gì anh nói và những gì anh làm nó có khác nhau? Thực ra nó tốt hơn những gì mình suy nghĩ. Bởi vì là khi mà trao đổi với anh để mà mua bán á, thì em cũng chỉ xem, thực ra là ban đầu mình đâu có biết nhau đâu. Em chỉ xem, để biết thông tin của anh ở trên YouTube thôi. Mình thấy là khi mà mình thấy anh mô tả như vậy, anh truyền đạt thông tin cho khách hàng như thế, thì mình để rồi đến lúc mà mình đến mình xem thực sự thì mình thấy là nhiều khi nó tốt hơn mình tưởng tượng. Là bởi vì anh trao đến cho khách hàng những cái thông tin là chính xác nhất, hỗ trợ khách hàng ở mức tốt nhất, tối đa nhất. Những cái gì, ví dụ bên ngoài, bên sau khi em mua xong, anh còn hỗ trợ em các cái thủ tục pháp lý phía sau nữa, hoàn thiện nó mà nhanh chóng, mà anh rất là cẩn thận và có tâm. Cảm ơn cho em. Đến giờ phút này thì em cảm nhận là như vậy. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Thì năm nay nè, năm 2023 nè, anh và đội ngũ cộng sự sẽ đặt ra cái mục tiêu là sản phẩm phải tốt hơn nữa, chất lượng dịch vụ mình phải tốt hơn nữa để đáp ứng cái nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Yeah. Bản thân mình cũng phải tiếp tục thay đổi. Những cái lời động viên của em là một cái sự ghi nhận của khách hàng, nhưng đó cũng là một cái định hướng để cho mọi người tiếp tục phấn đấu. Tức là cái xu hướng, cái phương thức làm việc của bản thân anh và doanh nghiệp của mình nó đang đi đúng hướng, phục vụ được đúng khách hàng và mang lại giá trị thật cho những cái nhà đầu tư hoặc là những người mua bất động sản để sử dụng. Nhưng mà không phải vì vậy mình dừng lại. Yeah. Sẽ phải tiếp tục nỗ lực. Cho nên là đây là nhân dịp năm mới, em ghé em thăm đất, nhận sổ và mọi thứ nó đã hoàn chỉnh. Và tên của em là ở ngoài bìa cùng nè. Đây, rồi cái phần ở trong này cũng cực kỳ quan trọng. Đây, anh sẽ để vô đây cho em. Rồi một lần nữa, anh cảm ơn em. Và chúc em cùng gia đình đón một cái năm mới, một năm Quý Mão thật nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công mới. Dạ. Bắt tay em cái nha. Dạ, vâng. Em cũng chúc công ty mình là sẽ có được thêm rất nhiều sản phẩm tốt cho nhà đầu tư. Và với cái mà mình đang làm đây sẽ được duy trì và làm tốt hơn nữa, để sắp tới là công ty mình nó phát triển và có nhiều cái thắng lợi, thành công hơn. Và khách hàng họ sẽ có được những cái suất đầu tư hiệu quả. Rồi, anh cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, vâng. Và cũng thông qua đây cảm ơn tất cả các khán giả, khách hàng đã yêu quý Hiệp trong suốt khoảng thời gian qua. Và một lần nữa Hiệp xin chúc bạn Thu cùng với tất cả các khán giả đang xem kênh một năm mới thật nhiều sức khỏe, công việc hanh thông thuận lợi, an lành, và cuối năm sẽ gặt hái được nhiều thành công mới trong năm Quý Mão này nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye. We'll be right back.